Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại thành phố Hải Phòng, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng do đồng chí Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đồng, Cục trưởng Cục huấn luyện đào tạo làm trưởng đoàn đã đến tham quan nghiên cứu thực tế tại cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Chuyến thực tế tại cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng là cơ sở giúp cho lãnh đạo chủ chốt của học viện và các học viên đào tạo cao cấp ngắn hạn lớp chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 49 được tìm hiểu thêm về mô hình sản xuất, kinh doanh và trao đổi kinh nghiệm về quá trình triển khai quản lý, vận hành khai thác các dự án cảng, dịch vụ logistics cũng như kinh tế biển của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Mô hình doanh nghiệp quân đội thực hiện đồng thời nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn quốc phòng an ninh. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu thực tế mô hình phát triển quốc phòng kinh tế tại cảng TCHICT, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Tại đây, đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thông tin đến đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung, cảng TCHICT nói riêng. Theo đó, trải qua hơn 34 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đang quản lý, khai thác hệ thống 16 cảng biển lớn của cả nước, luôn giữ vững vị trí số 1 Việt Nam về khai thác cảng với 92% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực phía Nam, trên 55% thị phần container thông qua của hệ thống cảng toàn quốc. Nằm trong nhóm 17 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới, top 5 doanh nghiệp uy tín ngành logistics Việt Nam, 7 lần liên tiếp đạt thương hiệu quốc gia, 4 lần được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, được Bộ Quốc phòng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt.